À, hai vợ chồng chào khán giả ông Rau Vlog. Chào khán giả nói đi. khán giả Ông Rau ông giáo viên lúc Vlog. Ừ, đây quý vị, đây hai vợ chồng Lưng Hải. Nghề hướng là nghề gia truyền phải không? nghe ra Nghề chuyện gia rồi truyền thôn Yên Thiện. Ừ. Thế là bao năm rồi? Nghe em ạ, Nhiều Ông rồi. làm hay là Đời các đời cụ các cụ đến ba đời em là ba đời rồi, ba năm rồi, ba đời rồi. ba đời rồi đến đây em làm từ năm bé bé giờ này em mấy chục năm rồi không. Em À thế năm nay mấy là 50 tuổi này, em năm làm mươi tuổi 40 rồi, năm rồi. 40 năm rồi, em làm 40 năm rồi. Đây Còn thờ không? các bác nhìn Còn thờ ông các ấy à? thời các cụ nhà em Đây hai vợ chồng làm thủ công này. Cái bàn ấy là bằng gỗ hay bằng gì? bàn bằng gỗ ạ. Ừ. Vâng. Đây. Đây bàn bằng gỗ. Bàn gỗ. Ừ. Đây cái này nó khó là nấu như ai nó. Công chức nấu nhựa à chứ? Công chức nấu nhựa ra bắt đầu lọc sạch đi mà. Nhựa thông. Không, nhựa chám. À nhựa chám à. Nhựa chám, Chứ nhựa không thông. phải nhựa thông à? Không, nhựa thông chỉ quay lón thôi nhỉ, không được. À thế. Nhựa nhựa chám mà ta Nhựa phải làm chám ăn gương. quả. Ừ, có biết rồi, nhựa chám Vâng. khác, nhựa thông khác. Ừ. Thế là mình mua của người ta về xong mình lọc, lấu lọc. Và mua mua nguyên vật liệu về mình và lấy mình công làm làm. nãi. Ừ. Và chứ bây giờ ai bảo làm gì, mình làm gì có đường đến. Đúng rồi. Nói Đường chung đến của nó phải lên mát siêu đúng mình chỉ đường lấy đi. công, nhưng mà cái cách xe là phải học chứ phải. Đã bảo từ thời các các cụ là con cháu là con cứ làm cháu theo là cứ tôi. làm theo bé bé tầm đầu lên mười mấy đã làm được rồi. Đấy. 12 tuổi 12 tuổi học xe rồi. Và học xe rồi. Các bạn trông thì bẩn bẩn nhưng mà thơm lắm, tôi ngồi bên thơm lắm. Vâng, làm cái nghề này nhọ nhem lắm. Hai vợ chồng thì nhọ Nhọ nhem lắm, đúng nhem. là nhọ. Còn mà hương này không độc hại anh ạ. À, ừ, à, lên người không độc hại gì. Không, nó độc bằng dựa chám mà chính cái hương mà quấn mới gọi là hương độc hại. Hương này nó không có hóa chất. Không có hóa chất, thao anh. Kia qua cái chảo là cho bếp than vào. Vâng. Nó cứ âm ỉ ra để Ở giữ mình nóng nắng thôi thôi để lấy độ kéo thôi chứ còn nó không rời ra được, nó cho nó không ra nước được, cho mềm cho nó mềm à. kéo ra thôi, còn nhấp lên anh nó mà rời thì nó rời đâu rồi, À nó bắt đấy là được. cái nước hay cái gì, Đây là nước vã thôi để cho nó nóng thôi. à Còn cái chám này, nhựa chám này em nấu ra thành nước này xong rồi em lọc sạch đi xong rồi em trộn với cái này không bắt đâu. à Dạ. Thế cả xã và Sơn này có mỗi mình gia đình nhà Có chú, hai nhà đó, còn mỗi hai anh em hai hai anh trước em làm. kia thì Vâng. đến Trước làm kia nhiều lắm nhiều nhưng mà mà người bây giờ ta cắt người ta bỏ quản rồi. đâu. Không phải, cái này nó là kỳ công nhưng nó không được lãi bao nhiêu, Và nói chung là lấy công làm nãi. mấy này cái nghề này nó nhọ nhem, bây giờ nhọ người ta nhem lắm, người ta sạch sẽ cái người này ta không công muốn nhận ra làm. Không, gia truyền thì làm chứ nhưng mà nói nhọ nhọ vẫn không 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 bẩn bằng nghề đi bắt buôn cá buôn mú đêm hôm hai đêm mà đi chú lưng nghề cá Vâng. một hai đêm mà đi ra đồng nó đúng cũng rét chứ. Vâng. Còn nhà em này thì làm cái này thì nó Ấm. ngồi, ngồi ấm thôi. Làm cái mùa đúng cái mùa ngồi Ừ. trong bếp ấm thôi. Ừ. Thế này bây giờ xóm này, thiện của em này thì còn hai nhà thôi. Còn hai anh em thôi. Hôm nay Em với lại ông bác ở trên đỉnh dốc kia thôi. À thì Vâng. Ngay trên dốc thiện này. hôm nay ông Rong về lúc vào mua xem quay đàn nhà chú Lưng nhưng mà gặp vợ chồng chú đang gặp cảnh này. Ông Rong từ bé đã nhìn thấy nhưng mà cách đây cũng phải mấy chục năm rồi có bị. Vâng. Các cụ là hay làm. Vâng. Nói chung là trước nó làm với hai là nó cái hương này nó quý không nhỉ? Nó đắt. Hương này là nó đúng là. Bây giờ thì đốt hương thì nó là chỉ phụ không đóng vào tiền. Vâng. Hương hoa này là mình là mình công tác nhà là làm cái nghề này nó thời phải con cháu công bây giờ là nó không như thời các cụ ngày xưa chuộng lắm, chuộng lắm ngày xưa mà cứ tết mà biếu con gà không thích bằng biếu trăm hương đúng rồi, đấy nó là như thế. tết mà có bó hương bó lá dong này yên tâm rồi, có nhau hai cái đấy là quan trọng lúc thời anh em mình nhỏ ấy, không nhớ. Mà bây giờ dưới nếu mà chuộng nó vẫn ở dưới Thái Bình với mạn dưới Hải Dương vẫn tích hương này lắm anh ạ. Cho anh Hải, cho anh hỏi đây là hai loại hương hả? Vâng. Một cái loại hương xào Đây. dài với hương hương ngắn hương, thôi. hương xào Đâu, này em là cầm hương ngắn này bao nhiêu cầm đây bó hương hương ngắn này thì này bao nhiêu phân? Cái này 40. là đốt cái này 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 là 50. Cả đấy năm mươi đốt được bao nhiêu cái này sao? Đốt được 4 tiếng. 4 tiếng. Vâng. Còn cái hương hương xào, hương xào dài cái em cầm hương xào lên cho anh. Hương xào này thì này đây, đây. Đốt một Đấy. đêm, một đêm một nén các này bác ơi, một đêm bỏ một đêm hết một đêm một nén cái này thơm lắm nhỉ. Vâng. Nói tết mà trong nhà đốt cái này thì Đã, thơm ôi trời ơi, thôi cái đốt lên là thành tết thôi. Đúng rồi, còn cái hương mà hương cúng ấy thì nó chỉ bị khói thôi chứ hả, hương đấy thì độc hại lắm. hương đấy độc hại, nó không không tốt cái đấy, nó hóa có phải chất. không, Vâng. mà nó chỉ khói nó có thơm mấy đâu. Vâng.
Cái hương đấy là cái này thơm ngào ngạt nhỉ. Nó ngâm anh ạ, nó ngâm thuốc mà nó dúng như này này. Nó có hóa chất. Nó làm cứng cái que này nó mới ấy. Còn đây che lon của em là nó chỉ trông thì nó cháy thì nó đến đâu nó đến mà nó không có độc hại một tí nào. Đây các bác. Che lon, che là chú bảo là che bánh tẻ phải không? Vâng, che bánh tẻ mà ngâm chỉ 2 tháng là vớt lên không là nó dụng dốt, phơi khô cất đi thôi. À. Thế giả sử như hôm nay qua với gieo của ông Rong với Lốc mà người ta đặt đông là có kịp không sang năm nữa? Sang năm thôi chứ năm nay không kịp rồi. Năm nay là định sản xuất bao nhiêu nghìn que? Năm nay làm khoảng độ 2 vạn que hương con, hai vạn khoảng độ 4.000 cái hương xào. 4.000 cái hương xào dài đấy quý vị. Vâng. 2 vạn hương con. Đấy. Thế là mình ra giao khách hàng là bao nhiêu? Là khách hàng là 5.000 một nén. 5.000 nén ngắn nhỉ? Nhân dài. Nhân dài hơn to là cái gì? Vâng. Còn ngắn kia là em giao 90. 90. Tức là 90. 90.000 100. 100 que. Vâng. Còn cái hương xào này là 5.000 một que. Vâng. Tức là chợ chắc là bán phải 10.000 15.000. 7.000. Người ta có 7.000 đấy. 15.000 2 que. À thế cũng chỉ không nãi mấy nhỉ? Vâng. Nói chung là bây giờ cái gì nó có hàng nó khó. Nhưng mà cái hương này đảm bảo không bao giờ độc hại một tí nào. Nhưng mà ở đây giữa thật chú không hết 2-3 nghìn tiền cơ vốn công còn đâu. Vâng. Có không? Vâng. Chắc thì lãi 2.000 bao nhiêu? Vâng, thế thôi. Chắc thế rồi. Còn mà đây là em mà chịu khó ấy. Chứ còn lãi nhiều thì không đến lượt mình nữa. Vâng. Cả làng nó tranh nhau làm ngay. Bây giờ làng những người mà người ta lười là người ta cũng không làm. Không làm. Không, nhưng mà làm thế này thì hai vợ chồng không kiếm được cái Tết nhỉ? Vâng. Được không? Kiếm được cái Tết là được. Ừ. Vâng. Xong lại Tết, đủ cái Tết. Vâng, kiếm được cái Tết. Tết giờ phải 5-10 triệu đấy. Vâng. À, tiện phải 10 triệu. 10 triệu hà tiện. Hà tiện còn không. Đây em vẫn mấy hôm nọ vẫn phải thuê một cái người để làm nữa chứ. À đi. Vâng. Vâng. Nó chóng bé. Tết quê nhà chú Lưng thì chú thì bao nhiêu? Bình quân một Tết ấy. Chi phí hết bao nhiêu? Chi phí áng chừng như chứ mình áng chừng như mỗi nhà phải có 10 triệu. 10 triệu nhà bình chú quân như xô qua nhà tôi mình này. 10 triệu. Đấy là còn ít khách khứa đấy không nhỉ? Vâng. Chứ còn khách khứa đông mà con cái nó về thì không đủ. Việc làm thì mới tốn hơn thế. Nhưng mà nói với cô chú chắc phải trong túi phải 15 triệu còn dư dật nhỉ? Vâng. Cũng chi phí lớn. Nhưng mà nói thật ấy, ở đây anh không phải chê nhưng mà chai rượu của họ 5-6 triệu, chục triệu, 20 triệu rồi. Vâng. Nói thật Tết ở quê có gì bằng chai rượu của các bác ấy. Chắc thế thôi. Ừ. Ở đâu nó theo đấy anh? Theo đấy. Nhà lông kiếm mà như thế khu trong xã Bảo Sơn bọn em này là làm ăn vẫn dễ nhất. Nhưng mà bây giờ Tết thì nó cũng không như Tết xưa anh em mình bé không nhỉ? Vâng. Bây giờ thì nói chung trẻ con ấy bánh kẹo là cho nó không thích rồi. Vâng. Vào nó chạy vào cái là nó có tiền là nó chạy ra ngay. Vâng. Nhiều lắm mình bác đút phong bì nó xé luôn chú. Vâng. Xong là ra nó hỏi nhà này nhiều thì ít thế nó chạy. Nó mà nó xem. Nó xem. Xem. Xì mà ít thì nó bỏ nó về nó đèo. Ừ, nó không bằng lòng. Vâng. Đấy, các bác. Trẻ con ở quê giờ nó khôn lắm. Nó không như trẻ con trước. Vâng. Anh em mình trước kia độc kẹo lắm chứ gì. Trước kia là nói đúng là các cụ đẻ thời anh em mình là đói. Đút độc đầy túi kẹo nhưng mà nói chung kẹo không có. Vâng. Kẹo ít. Chứ không. Đấy, các bác xem kênh của ông Rong. Tại sao ông Rong quay này? Ông Rong tí nó quay vườn đào của nhà chú Lưng. Chú có mấy nghìn cây nhỉ? Nhiều lắm, 500-600 gốc đào chậu, còn đào huyền kia thì nhiều lắm. 500-600 gốc đào chậu các bác nhá. Với lại đào huyền mấy nghìn cây? Mấy đào huyền nghìn cây. Nghìn cây. Cây. Đào đỏ. Ừ. Không phải đào phai. Các bác mua sỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, miền Trung, miền Bắc này qua video này thì là các bác sẽ biết giá đào, tí tôi sẽ view các bác. Ông Rong lúc đa số là tìm địa điểm đào để các bác xem qua video là các bác biết nhà ai đào thế nào rồi. Hai ông thợ vừa ra xem đào của em đấy. À thì hàng đấy. Đấy bây giờ vẫn là vườn đấy. Ông đấy ở đâu? Ở quanh khu này không? À, ông ấy lại phải không? Vâng. Đẹp thế, cái hương thì thơm, trông thì bẩn bẩn các bác, nhưng mà ngồi thì thơm lắm, đang ngồi cách hai vợ chồng thì thơm, này đỡ phải nước hoa nó hùng nhỉ? Vâng.
thơm này nằm hương. Đất với cô Hằng Hương còn hơn nằm giường với anh Hằng Mắm mà các cụ bảo như nằm làm đất với cô Hằng Hương hơn nằm giường với cô Hằng Mắm vâng làm giường cô Hằng Mắm tanh lắm tanh năm người đó tanh ngué thơm à, Hương nó chỉ bẩn chân tay thôi không nhận không vâng. Không may mà gãi quẹt lên mặt thì nó hơi bẩn tí mặt nhưng mà vẫn thơm áo của cô Hằng Hương còn thơm hiếm Hương này bọn em là gia truyền đến đời bọn em là ba đời đấy các bác nhìn hai vợ chồng không nên hiếm đấy. Tôi năm nay gần 60 giờ mới gần 40 năm giờ mới đấy gặp cảnh này công luôn nhé chú công á đốt thơm lắm nhỉ vâng thế cái lén của em này đi đốt 4 tiếng còn đến hương dài là đốt đêm không vâng đại khái nếu muốn thơm là 3 ngày hoặc 4 ngày là chục cái que hương là đốt hết nhỉ vâng ngày một que đêm một que phải không? Vâng, nhiều nhà người còn lúc nào mình cúng thì mình đốt hơn kia khác cúng thì cúng đúng rồi bữa cơm này mình cũng đốt cái này ba cái anh thắp buổi thì cơ mà thơm đâu đêm một que ngày một que vâng nhà nào mà vừa nhà Thái và bàn thờ dưới phòng khách các bạn thì thơm lắm à, nhưng mà nhà tôi thì lại bàn thờ cách xa chỗ bàn khách trên tầng vẫn thơm không thơm nhưng nó không bằng ấy không bằng bên dưới không bằng bên dưới vẫn vào đến nhà cái vẫn thơm nó còn có hơi thơm nó khác gì nhà em trên tầng kia nhưng mà chú Lân không nhận bàn thờ nhà Thái vào nó vẫn đẹp nhỉ vâng. Bàn thờ cho anh em chạy khách vào lại bỏ chạy xem bàn thờ xong chạy xuống vâng ngày nào đấy nó ấm cúng rồi nhỉ anh em mình nhưng mà nó bày lên trắng ngay xem thế nó nhiều lúc là bây giờ nó theo thế chính những cái nhà bàn thờ bên dưới mới gọi là đẹp anh ạ mà nó ấm cúng anh ạ, nó có cái bản tức là khách đấy. Vào mình trang trí nó vâng. Thể hiện cái phong cách của ông chủ của nhà chủ vâng. Còn anh em mình bày trên tầng thì vâng. Được hai vợ chồng xem ai xem vâng. Còn lúc còn lên còn không khéo còn quên chạy nhà khách vào rồi tôi chạy đến xem bàn thờ tôi chúng tôi xuống rồi thì có ai vâng. Thế vâng. Nên là mình vì bọn em làm thủ công hết kể cả tre lại chè thủ công chè làm thủ công vâng. Nhẹ lắm nhỉ bảo tre non mơn mà này anh đây các bạn ông dòng sơ xem nhẹ lắm nhẹ phèo chắc là lắm nữa non cái này là hừa cái này nó không quấn được nhỉ không quấn vòng được nó dụng có thuốc đâu mà nó quấn tàn cái này nào nó không có cháy đến đâu là dụng đấy quấn tàn là cái loại độc hại nhất à càng quấn tàn càng độc à vâng nó có thuốc đậu tàn giống đậu tàn nó ngâm cái này nha thuốc đấy của thằng tàu còn tàu nó ngâm em cũng làm được nó có đậu tàn cơ mà em không làm à thế hòa ra cái này ngâm cái này xong rồi anh dũng thế nào là tự nó cứng nó thuốc nó ngấm vào đây nó cứng rồi che thì nó mới quấn vào đây chứ còn nếu mà che này mà bảo quấn thì có mà không ai cuộc gì em không không thể quấn được nó không có thuốc nói chung đây là hương cổ truyền của mình vâng có không từ thời các cụ còn hương thời đại mới là nó xe nhanh nó vuốt bằng máy vâng, nhanh lắm máy móc hiện đại lắm cái vuốt bằng tay thì tất nhiên là hương nó không đẹp cũng như vâng. Nó sần sù mới nó không đều tròn như là máy vâng. Nên là nó khác nhưng mà giá trị của nó thì thơm mà không độc hại vâng. Tức là đêm một que ngày que từ 30 đến 3 thì là khoảng 8 que 10 que là vâng. Các bác thơm suốt vâng. Nhà như là lúc nào để nó hoa thơm thơm cái này nó dễ ngửi cũng như vâng thêm nó mát mấy hôm qua mấy ông mua đào vào nhà cái bảo nhà bác này có mùi vị hương thơm thế đỗ xe mà nó đã biết thì cũng nhìn lúc đấy anh chỉ bán kia đã thấy thơm rồi nhá đấy mà lúc đầu ấy còn lâu thì nó lại mũi nó loãng ra còn anh cái mới vào đến nhà em cái ai em đi nhấy nhựa về cái năm đầu chưa làm mới lấy đầu tiên về cái đến trong nhà cách xa đã thấy thơm rồi cái nhựa chám nó thơm lắm nhỉ đây là khách hàng của chú là gửi tận đâu em vào hiện nay khách hàng đang lấy ở tận đâu vào trong miền Nam Sài Gòn vâng ship qua bưu điện này không xe ô tô xe gửi ô tô dừng nằm à gửi ô tô dừng nằm hẹn nó ngày đó ấy là mình dừng nằm thì nó tính bao phải không vâng còn bưu điện là tính cân vâng. Cái này ship bưu điện cũng được đấy cái này bưu điện tính cân 6.000 một cân chú Lân vâng. Nhưng mà xe giường nằm kia là nó quen rồi đến tận nơi giường nằm thì nó để thoải mái nó không vâng. Tính cân nó tính vâng. Bao vâng. Mỗi bao đấy bao nhiêu tiền cước rẻ xe giường nằm chứ bạn ấy lấy phụ thị xá thêm để ăn đường nữa không một bao chỉ được 500 lén to này thôi anh ạ một bao đây là đây Sài Gòn vâng, là đóng vào bao là gửi đi là chỉ được
500 nén thôi. Các bác xem kênh Trung Tâm Vlog hôm nay là có một mới phát hiện ra một nhà chuyên sản xuất hương cổ, tức là xe bằng tay trực tiếp, các bác nhìn này. Đấy, tay họ chồng. Thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đấy. Tay họ chồng trông bẩn lắm nhưng mà nhưng mà thơm. Cái này thì nó cũng không đều nhau được. Nó cũng tương đối được. 1:10, 1:8 rồi. Từ 0%, vì mình có cân cũng đâu. Cân đâu. 100% như là hương máy kia. Hương máy thì nó 100%. 99% coi như. Cái này 1:10, 1:9 hoặc 1:8. 1:10, 1:8, 1:9 đã là chuẩn rồi, tại vì chỉ bằng thủ công hết mà. Đúng rồi. Có cái ấy nó to hơn cái bé hơn, coi như. Cái là lười thì đúng rồi. Thì to hơn vì cái, nào vì cái này nó không được đều cái cốt này các bạn. Cái que lại không được đều, chỗ thì to chỗ thì bé. Nó không như tuốt máy. Đây cái ấy này phải hơ đốt à hay nào? Chỗ trên. Cái này phải thun qua nó mới bắt anh ạ. Để trắng tinh như cái chân là không xe được, nó không bắt. Thế thui rồi. Thui qua đen. Qua lửa một tí. Đơn đen. Cái độ bám nó mới bám được, cái nhựa này mới bám, còn để trắng như này thì không bao giờ xe được. Trắng. Cả em cũng bó tay. Sao thế nhỉ? Nó không có cái độ gì của lửa sao, nó bám lại nó không bắt. Nó không bắt tâm à. Thế nó không. Rồi thời gian đâu 16, 17 phút rồi. Chú Lân có sợ lộ bí quyết không? Không, cho thoải mái. Ai làm hả? Bây giờ đến đây em dạy nghề luôn. Nó chỉ có lên trong lấu lên không nhỉ? Vâng. Đấy, xong rồi chú đọc số điện thoại, địa chỉ để các bác nào muốn lấy ship hàng toàn quốc phải không? Vâng. Ship hàng là chú chịu luôn hay là khách hàng? Mày ở trong, vẫn ở nhà mẹ mày hả? Không, cho mẹ ơi. Ồ, thế ạ? À? Chú Lâm? Dạ. Mình chịu tiền ship hay là khách hàng? 5.000 là bó tại tại nhà phải không? Chứ thì bác bảo chị hàng không, mua cho chị ấy bên chú. Chị số. À, chú Lương? Dạ. Cái tiền ship này là khách hàng chịu hay là mình? Khách hàng chịu. Tức là mình giao 5.000. Giao 5 thôi, còn còn xa là... xa là chịu xa. Vâng. À, thì cước xa là ai nhận anh phải trả. À, xa là chịu xa, gần chịu gần. Cái cước không đáng kể nhỉ? Cước không đáng kể, nó có đáng bao nhiêu? Chú đọc số điện thoại hay là cô đọc? 0978. Đọc chậm thôi. 0978612020. Đọc chậm, đọc 3 số 1 đọc lại. 0978612020. Chú em đọc chủ đi, cơ sở. Chủ gì? Cơ sở Lưng, là Lưng gì? Nguyễn Văn Lưng, thôn Yên Thiện. Lưng vợ tên là gì? Nguyễn Thị Hải. Lưng Hải, à. Chủ cơ sở sản xuất hương đồ cổ, hương cổ. À. Hương thủ công, Lưng Hải, địa chỉ thôn đi. Thôn Yên Thiện. Thôn Yên Thiện. Xã Bảo Sơn. Xã Bảo Sơn. Huyện Lục Nam. Tỉnh Bắc Giang hả? Vâng. Ừ, em vẫy tay chào ông giả mà bác nào nói vài câu, bác nào mà đặt hương của em. Bác nào mà đặt hương của em thì nhớ lên lưu số điện thoại anh nhé. Ừ, lưu số điện thoại. Vâng. Tức là các bác đặt nhiều thì em sẽ làm trước phải không? Vâng. Năm nay là sản xuất mấy nghìn đọc lại anh? Năm nay em làm khoảng độ 2 vạn hương con. 2 vạn hương con. 4.000 hương xào. 4.000 hương xào. Một hương con là mấy nghìn? Dạ. Hương con là mấy nghìn? Hương con là 4 bạn. Đấy là dao, dao là mấy nghìn? Dao là 9.000. 9.100. Vâng. 9.000 hay là 90.000 chứ? 90.000. 90.000 là 100 que. Vâng. Tức là gần 1.000 một que. Vâng, gần 1.000 một que. Còn cái này, cái hương đen này là đi 5.000. 5.000 một que các bác, đốt được 12 tiếng phải không? Vâng. Thùm lắm các bác. Đấy. Rồi video kết thúc ở đây, là tôi đi với chú Lực để bán đào cho chú. Đấy, em vẫy tay. Rồi, cảm ơn.